cái gì vậy đây ta? Chưa rồi mà, chưa, đi về làm lý cho bà con coi. Cắt rau sao đi vô? Cắt rau mà kéo ấy quá rồi, dục rồi để mua cái kéo mới á. Ừ, cái còn ngon nè mà ta. Cho em nha. Ông đợi tôi xíu rồi quay cái gì quay, tôi đi mua kéo rồi về quay. Ờ, cho em đi. Cho ông á. Cho em một cái ly luôn đi. Đi chi? Cho một cái ly coi. Ly gì? Ly sứ hay ly uống bia mình á. Uống bia hả? Ừ. Nước vừa nước uống cái ly gì? Ờ, kéo này, kéo cắt rau hoài nó cục, nó luồn nhách rồi đâu nữa. Uống bia hả? Không, đưa ly đây. Dạ. Em mày kéo nó làm gì? Cho em thì em về em cắt cỏ cho bò. Đây, em chỉ cho. Nó hư rồi. Cùn em biết cùn em mới cho em đó, em mới lấy nè. Tết nhất ai mà mày, ai mà về em cắt cỏ cho bò. Cái này nó bị lục lắm rồi mày, sao mày bây giờ thợ ngoài tiệm nó nghỉ Tết rồi, để tôi chạy đi mua cái mới rồi ông cái này cho ông á. Cắt thử cho em cái này nó đứng được không? Trời ơi, cắt cái rau thơm nó đã chặt ruộng cắt phải ông nội. Nghĩ sao vậy? Đâu? Sao mà đứt nhưng mà nó vậy mà đứt cái gì? Thấy không? Ừ. Sao mà đứt được? Ừ. Ừ, rồi. Anh cầm cái này, anh cắt vào trong cái thành bia nè. Đấy hả? Ừ. Vậy hả? Cứ cắt vậy đi. Cái gì vậy? Cứ cắt hớt vậy hả? Ừ. Nó còn lục hơn nội ơi, ông xong ngu dữ trời. Ông ăn cái gì vậy? Ông ăn cơm. Cơm mà đâu nổi mà đã cắt vô cái thành cứng vậy, nó càng ngày nó càng lục chứ, nó gì ta? Đúng không? Nó càng lục thấy ông nội ơi, càng ngày càng lục mà nó chuyển. Cắt lại phải xem coi. Cắt lại xem coi. Không đừng cái tàu lao nghe chưa? Cắt lại xem coi. Ủa sao kỳ vậy? Hả? Đất mà, thấy không? Đơn giản mà. Sao kỳ vậy? Vô kỳ là sự thật như vậy mà. Nếu mà nó cuồn á, nếu mà nó cuồn nữa, anh mài tiếp vào đây. Đó. Cắt rồi, cắt tiếp đi xem nó hay không. Sao hay dữ vậy? Cắt tiếp đi. Thiệt không á? Ừ. Ủa nó bén hơn nãy luôn á chưa? Wow. Xé được luôn nè. Nó bén hơn nãy luôn á chưa? Nó hay vậy? Kỳ vậy ta? Sao? Đáng lý là mình cắt vô đây là đúng không? Ừ. Là cái vật cứng nó đã như là sắt, như nó là miếng chai, miếng sành, là ông nghĩ nó cứng cỡ nào mà. Ừ. Sao đáng lý nó sẽ lục đi chứ không lục sao mà nó bén kỳ vậy, hay vậy ai biết đâu, để tôi mài thêm cái nữa tôi cắt thử nha. Kỳ ta, sao kỳ ta, thì bởi tôi thấy vô lý, bởi ông nhiều cái khi nào ông ở đó ở đù kỳ vậy ta, sao nó bén như vậy. Thôi mà rồi xong rồi đó, đây thôi không được để tôi đi cắt rau. Anh Khải, đi cắt rau. Anh Khải, trễ, bây giờ người ta đâu vậy? Đi cắt rau, trễ, cắt rau giao cho người ta bán Tết rồi bỏ quán cho người ta bán ngày Tết. Đợi tôi xíu đi. Trời ơi, ông lương lẹo gớm ơi. Đây là cái mẹo mà làm mày kéo rất là nhanh, bạn chỉ cần bạn lấy một cái ly uống bia bằng kiểu khó cắt vào đây nè, là đảm bảo nó bén lại cho bạn, bén loáng lại cho bạn luôn nha. Đây là cái mẹo rất hay, mọi người lưu lại sẽ có ngày dùng nha. Chào lại những các video lần sau.